Yeah. 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 Cái này là thuê lại anh? Dạ, đúng rồi. Yeah. Cái con nhỏ quên nghĩ là con em anh thì nhà nó đây, nhưng mà nó cho chung thuê lại, chung là hợp tác với hai thằng kia thôi. Mấy cái bà đồ xoài ấy, giờ òm lắm. Chán lắm anh. Ít ô ít mẹ. Đâu có bài bản đâu. Chính ở đây mình xây dựng rất là. Được nghe em không? Dạ, biết được không?